Này, tôi giả nghèo giả khổ thì có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô không? Hóa ra là cô lấy thằng Kiên nhà tôi là vì cái gia tài này đúng không? Chứ cô không yêu thương gì nó đúng không? Đúng là chị cũng không biết, chị có biết điều không biết. Ôi trời ơi, đang yên đang lành thì cứ nặng nặc đòi đi du lịch bằng được, để đến bây giờ phải cách ly 14 ngày trong nhà, làm sao mà chịu được cơ chứ. Rồi ôi dâu với cả con, thế này mà cứ bảo làm sao mà cứ nghèo mãi. Chị ơi, mẹ nhá, con bắt quả tang mẹ. Mới sáng giờ mẹ đã ngồi chửi con rồi, bảo sao mà cứ hắt xì mãi không ngủ được. Mà trong cái cuộc đời này á, mẹ mà cứ than nghèo than khổ á thì ai mà giàu hơn được mẹ nữa. Mẹ đúng là thánh giả nghèo giả khổ ấy. Này, tôi giả nghèo giả khổ thì có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô không? Mà tôi mà là thánh giả nghèo giả khổ ấy thì tôi là thánh YouTuber từ lâu rồi. Mà không phải tại vì cô ấy cứ nặng nặc đòi đi du lịch thì bây giờ đâu đến nỗi phải cách ly thế này. Tại số mẹ đen chứ có phải là tại con đâu. Mà nhá, mẹ cũng thích bỏ sửa được. Mẹ đi chơi tung tăng khắp nơi, xong rồi chụp 1001 cái bức ảnh rồi up lên Facebook sống ảo, xong rồi bây giờ cứ làm như là bị ép buộc á. Này, mới sáng ra mà cô đã trả treo tôi đấy hả? Cô muốn tự tức chết đi à? Không ạ. Mà mẹ đừng có chết. Mẹ mà bây giờ chết nhá, không có lý do gì chính đáng. Người ta phải đến đây xong người ta lại khiêng con đi thì khổ lắm. Thôi, tôi không nói chuyện với cô nữa. Thôi mau mà xem cơm nước như thế nào đi. Nhưng mà bây giờ đang cách ly thì làm sao mà đi chợ được hả mẹ? Thế cách ly thì không phải ăn à? Mà cô ấy suốt ngày nào là dùng smartphone này, nào là dùng internet này, nào là nhanh như là nhanh còn nhanh hơn người yêu trở mặt này, mà không biết đi chợ bằng online à? Dạ vâng ạ. À mà này, nhớ nói đến điện thoại mới nhớ nhá. Tại sao hôm qua tôi gọi cho cô mấy chục cuộc cô không nghe là thế nào? Mẹ gọi cho con đi ạ. Vâng. Tôi gọi cho cô rõ ràng là cô nghe máy, cô còn tưởng là thằng nào nó gọi cho cô còn trả lời thế nào. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Thế hóa ra là cô lấy thằng Kiên nhà tôi là không có tình yêu phải không? Hóa ra là cô lấy thằng Kiên nhà tôi là vì cái gia tài này đúng không? Chứ cô không yêu thương gì nó đúng không? Mẹ, sao mẹ xuống lại nghĩ hoa cho con đây? Đấy ạ. Mẹ bảo là mẹ biết smartphone, mẹ biết internet, biết đi chợ online, mà mẹ lại không biết nhạc chờ điện thoại à? Chờ cái gì? Đúng là chị cũng không biết, chị có biết điều không biết. Này, cô lẩm bẩm chửi tôi cái gì đấy à? Dạ không ạ, con đang bảo là ấy, rõ ràng là con không thấy mẹ điện thoại cho con à? Cô xem lại đi, tôi gọi đến 20 cuộc chứ không phải là ít nhá. Đây này mẹ xem đi. Mẹ, con chẳng có cái số nào mẹ gọi luôn ý. Chỉ có cái con dở người nào cả ngày hôm qua nháy máy cho con. Đây này, cái đít ba con chín này này. Mà nhá, con nói cho mẹ biết, bây giờ con mà không phải trong cái tuần lễ tu khẩu nghiệp ý thì cái con danh con này nó chết tả tơi, con chửi cho nó tơi bời tói khửa rồi. Người đâu ý mà con gọi cái gì, gọi điện thì không gọi mà cứ nháy máy linh ta linh tinh. Đúng là cái loại vô văn hóa, vô giáo dục mà. Rồi, ôi là rồi, đít ba con chín là đít tôi. Ôi dồi, ba con chín là đít của mẹ à? Đít mẹ chồng mà không nhớ. Đúng là đầu óc cô để đâu đấy hả mi? Rõ ràng hôm qua tôi bảo với cô là tôi đi mua cái sim số đẹp. Tôi bảo cô là lưu vào, tại sao cô không lưu? Bây giờ đít mẹ chồng con không nhớ thì cô nhớ được cái gì hả? Con xin lỗi, để con lưu vào luôn đấy mẹ ạ. Bỏ gọi thì không gọi, cứ nháy máy. Này, cô lại lẩm bẩm cái gì đấy? Dạ không, con đang bảo là tí nữa mẹ muốn ăn gì, để con đi mua. Để con gọi online này này. Hay là mình ăn thịt lợn mẹ nhá. Bây giờ thịt lợn tươi lắm mẹ ạ. Vâng, thịt lợn bây giờ đang rẻ mà, có 200-300 nghìn một cân thôi. Cô mua nhiều vào mà giải cứu thịt lợn. Sao lại 200-300 nghìn ạ? Con thấy ở trên TV người ta bảo là có mỗi
70.000 một cân mà. 70.000 à? 70.000 thì cô lên tivi mà mua. Không ăn thịt lợn hay là con mua thịt bò nhá. Thịt bò cũng được, nhưng mà cô mua ấy, cái chỗ nhiều nhiều gân ấy, răng tôi dạy nói yếu lắm, chả ăn được đâu. Lợn cũng không ăn, bò cũng không ăn. Thế bố ăn một chiều đó. Này, cô lẩm bẩm cái gì đấy? À, không ạ. À, hay là bây giờ con mua cá đi. Con mua cá về xong rồi con nấu canh chua, ăn cho nó mát. Vâng, tôi thích ăn cá lắm. Thế nhưng mà cô không nhớ cái đợt tôi ăn hóc xương cá phải đi nằm viện rồi à? Chắc là lâu tôi không phải đi nằm viện, cho nên là cô tính mua cá cho tôi ăn đây mà. Thì bây giờ cô biết phải làm sao? Lợn thì mẹ chê, thịt bò thì mẹ dè bỉu, cá thì mẹ căm thù. Thế tóm lại bây giờ mẹ muốn ăn cái gì? Tôi ăn gì cũng được. Thôi được rồi, mẹ cứ để con lo. Lo được không đây? Được mẹ. Này, thế cô cho tôi ăn món gì đấy? Món này gọi là món mầm đá mẹ ạ. Món này là món gì mà mầm đá là món gì mà sao tôi nghe nó cứ lạ lạ thế nhỉ? Thế có ngon không? Ui, đương nhiên là cực kỳ ngon, thì con mới mua về để nấu cho mẹ chứ. Mẹ chờ con một tí nhá. Này, thế sắp xong chưa? Mẹ phải chờ con một tí nữa. Tại vì cái món này nếu mà hầm không kỹ thì ăn khó tiêu lắm. Một tí nữa thôi. Lâu thế. Này, thế vẫn chưa xong à? Sao lâu thế? Tôi đói bụt rùn hết cả người rồi đây này. Ôi dồi ôi, cô xem thế nào chứ? Tôi run hết cả chân tay lên rồi đây này. Hay là xem có cái món gì không cho tôi ăn tạm, chứ không thì tôi không chịu nữa, sắp tụt huyết áp rồi đây này. Ok ngay, thế thì mẹ đợi con 2 phút. Nhanh nhanh lên, trời ơi tôi đói lắm rồi. Nhanh nhanh khẩn trương lên. Mẹ, mẹ mà không đợi được cái món mầm đá ấy thì mẹ ăn tạm món này. Món này cũng phải gọi là một cái món đặc sản hiếm có khó tìm đấy mẹ. Này, sao cái món gì mà nó ngon thế hả con? Đại phong. Đại phong nó là cái món gì? Để con nói cho mẹ nghe nhá. Đại phong ấy, tức là mưa to. Mưa to thì gió lớn. Gió lớn là đổ chùa. Đổ chùa là tượng lo. Tượng lo tức là lọ tương. Đấy chính là lọ tương bẩn chính hiệu đấy mẹ. Hóa ra cô cho tôi ăn món tương à? Chắc là mẹ ăn sung mặc sướng quen rồi ấy, nên là đến lọ tương mẹ cũng không nhận ra nữa. Đúng là ọc ảo ẹo. Chán hẳn. Cô, hóa ra cô lừa tôi à? Cô tôi cho tôi ăn tương mà cô lại bảo là cô cho ăn mầm đá. Cái gì? Hóa ra cô mì, cô ghê gớm thật. Rồi ôi, cô ghê gớm thật. Hóa ra cô lừa tôi. Trời ơi, con ơi là con.